Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới liên tục đạt tăng khá mạnh do lo ngại về suy thoái kinh tế hơn là việc Fed tăng lãi suất. Đồng đô la và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục giảm mạnh, trong khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo kinh tế để có thêm tín hiệu về tốc độ nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Ở trong nước, giá vàng tiếp tục gây bất ngờ khi tăng liên tục, khiến cho chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới ngày càng giãn rộng. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 400 nghìn đồng một lượng chiều bán. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại mức 52 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 53 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở chiều mua tại mức 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 68 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 420 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 67 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có mức giá giao dịch thấp hơn so với tại Hà Nội khi mua vào tại mức 67 triệu 350 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 800 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, ở chiều mua đứng tại mức 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự khi mua vào tại mức 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 400 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG cũng đứng ở mức 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phố quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 67 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 67 triệu 410 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 380 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 67 triệu 700 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua giao dịch tại mức 67 triệu 700 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 400 nghìn đồng một lượng chiều bán. Vàng bố số 9. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20 triệu 295 nghìn đồng một lượng đến 52 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22 triệu 295 nghìn đồng một lượng đến 53 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay thứ tư ngày 3 tháng 8, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.759,3 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 23.000 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức 106,344 điểm.
lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 2,748% một năm. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 93,674 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, giá vàng đang ở vùng đỉnh của 4 tuần do đồng đô la tiếp tục suy yếu và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giữ đà đi xuống. Ngoài ra, vàng cũng phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Chỉ số đồng đô la Mỹ, tức đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên ngày hôm qua đã giảm xuống mức 105,2 điểm từ mức 105,8 điểm vào phiên ngày trước đó. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này trong vòng gần một tháng qua trở lại đây. Vàng được định giá bằng đồng đô la nên vàng thường tăng khi giá đồng đô la giảm và ngược lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống dưới mức 2,56% một năm, thấp nhất trong vòng 4 tháng. Theo đó, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như là vàng. Số liệu công bố ngày 1 tháng 8 cho thấy, hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 7 giảm tốc ít hơn dự báo. Tuy nhiên, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMA do Viện Nguồn Cung Hoa Kỳ thực hiện để đo hoạt động của các nhà máy ở nước này đã giảm còn 52,8 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Ngoài ra, đầu tư xây dựng ở Mỹ cũng đã giảm 1,1% trong tháng 6, khi số nhà đơn lập được khởi công sụt giảm mạnh trong bối cảnh lãi suất cho vay thế chấp nhà tăng cao. Những số liệu này cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế có thể dẫn tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bớt cứng rắn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Thời gian qua, một trong những thách thức lớn nhất đối với vàng là nền kinh tế của Mỹ vẫn mạnh trong bối cảnh Fed nâng lãi suất. Nhưng giờ đây, khi nền kinh tế Mỹ giảm tốc, triển vọng đối với giá vàng cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Ông Edward Moza, chuyên gia cấp cao tại Onda nhận định, rủi ro lớn nhất đối với giá vàng là nền kinh tế giữ được sự tăng trưởng tốt và Fed có thể cần phải tăng lãi suất mạnh hơn. Nhưng đó không phải là những gì đang diễn ra hiện nay. Nguy cơ Fed tăng lãi suất với bước nhảy 1% giờ đã không còn. Ông Edward Moza dự báo nhưng cho rằng vàng sẽ vấp phải kháng cự mạnh ở mốc 1.800 đô la Mỹ một ao. Trước hội nghị thường niên Jackson Hole của Fed trong tháng 8, giá vàng có thể sẽ dao động trong vùng từ 1.725 cho đến 1.800 đô la Mỹ. Thời gian gần đây, tài sản trú ẩn an toàn này đã tìm thấy một số hỗ trợ từ các dữ liệu kinh tế yếu, bao gồm sự suy giảm bất ngờ của nền kinh tế Mỹ trong quý thứ hai liên tiếp và hoạt động sản xuất của khu vực đồng euro chậm lại. Nhà phân tích thị trường cấp cao ông Kara Elam tại Onda cho rằng vàng có thể được hưởng lợi từ các dòng trú ẩn an toàn nếu các quốc gia rơi vào suy thoái và các ngân hàng trung ương buộc phải lựa chọn giữa việc kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, việc các nhà giao dịch đang đẩy mạnh mua ngắn hạn hai kim loại là vàng và bạc đã giúp cho vàng đạt mức cao nhất trong vòng một tháng và bạc lên mức cao nhất trong vòng 4 tuần. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.